Nguyên nhân trẻ em bị thương tích chủ yếu vẫn là do môi trường sống không an toàn, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em. Nhận thức kiến thức về phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và đuối nước còn hạn chế, sự chủ quan, lơ là của người lớn. Buổi truyền thông giúp các em nắm bắt được những kiến thức kỹ năng phòng chống cháy bỏng, đuối nước, điện giật và thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn, biết cách vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống để tự bảo vệ mình, phòng tránh được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.